Xin chào mừng bạn đã quay trở lại kênh âm thanh Đại Phát. Trong clip buổi tối ngày hôm nay thì cửa hàng lên sóng làm video clip về dòng sản phẩm củ đậu bãi, cửa hàng mới về mà nhé. Ngày hôm nay thì cửa hàng lại tiếp tục về những dòng củ đậu bãi công suất 800W một kênh để bác chúng ta đánh những cái bộ dàn công suất lớn. Trước đời này thì cửa hàng sẽ bao cho bác đánh hai cặp loa bát 40 côn 76 nhé, côn 76 đánh hai cặp luôn, công suất khỏe và đánh căng mới nhé. Tí em sẽ test về phần nhạc và các bác xem là những dòng để bãi mà những dòng đồ sản phẩm này em về thì chất âm nó ra sao, tiếng nó sẽ hay như nào. Em đã test rồi, tiếng rất là hay và đánh tiếng bác của nó căng tròn mới nhé, căng và tròn, đánh nó lực, đánh thậm chí là cảm giác mình nghe nó nảy như kiểu nảy loa ra ấy. Nghe như dạng như kiểu là bát loa nó gọi là muốn rụng nó luôn ấy. Nếu mà đánh 240 đánh căng, bật căng lên đánh gần như là muốn rụng loa luôn, rất là khỏe. Những dòng để bãi đánh nó rất là chất lượng đấy nhá. Đấy, nhiều khi các bác là đi mua đẩy thì các bác không tìm hiểu kỹ. Đấy, chứ còn nếu bình thường bên em thì bán hàng thì trước giờ em sẽ quay chi tiết báo giá, test chất âm và nội thất em mở hết ra cho các bác xem. Đấy, vì các bác mất tiền mua mà, cho nên là nhiều khi là các bác nên là ví dụ như là mình quan tâm những dòng sản phẩm gì, mình đang cần mua những sản phẩm gì thì các bác cũng nên là bỏ vài phút ra chúng ta xem chi tiết và những dòng sản phẩm mà mình mua nó ra sao, mạch gì và công suất đánh được những dòng loa gì và chất âm ra sao. Đấy, còn bác nào mà không biết thì gọi là mình gọi là đi chơi âm thanh mà gọi là không biết thì tốt nhất các bác mua để mới. Đấy, để mới thì chất âm thì mới đầu thì nó anh cũng khá là ổn nhé, mới đầu đánh khá ổn. Ví dụ như là chất âm thì nó sẽ không được hay, bởi vì là cùng cái số tiền những con đẩy như này em bán giá chưa đến 4 triệu, thì các bác mua nếu đẩy mới thì nếu những dòng này mà chưa đến 4 triệu thì chắc chắn là chất âm nó sẽ không bằng rồi. Và những dòng này hàng mới của nó thì nó phải gấp 3 lần tiền thôi nhé, gấp 3 gấp 4 lần tiền. Đấy, còn những cái hàng mà hàng hãng bây giờ nếu tán nó một kênh thì các bác cũng phải mua tầm 6 triệu hơn 6 triệu. Đấy, còn chất âm thì cũng tùy thuộc, tùy theo. Còn để bãi thì tiếng rất là hay, tí bác nghe thử em test tiếng rất là hay. Và với những dòng để bãi tại cửa hàng thì em cũng chịu khó, bởi vì em làm chuyên về cái dòng đẩy này, em cũng chịu khó tìm kiếm cho bác những cái model sản phẩm mà nó bền lành các nhé, bền lành. Đấy, cho nên mua đẩy bác nào mà nếu đã gọi là theo dõi kênh bên em thì mua hàng bên em cũng khá yên tâm, bởi vì hàng bên em thì để bãi như nó cũng còn đẹp. Các bác có thể nhìn thấy thì máy nó còn đẹp gần như là mới nhé, gần như là mới. Con này thì đời của nó là đời 2015 đấy nhé, 2015, đời 2015. Thì gọi là nó theo thời gian thì tất nhiên là nó sẽ không còn, có những con thì nó còn mới cứng nhé, có những con thì nó còn hơi màu, nó hơi ố một chút, nhưng mà nói chung là gần như là mới nhé, gần như là mới. Bởi vì là em mua là em chọn đấy. Thứ nhất là những cái dòng đẩy mà nó phải lành nó nhé. Con này thì nguyên cái phần tụ của nó gần như mới đét, gần như mới đét nhé, dòng này thì gần như mới đét. Đấy, các bác xem này, gần như mới đét. Có những con này nó còn trắng phốc luôn. Tất nhiên là những dây rắc này, những này thì theo thời gian này nó cũ hơn, nó cũ đi. Những cái phần này thì em phải trái bụi đi, bởi vì là nó cái lớp bông ở đây thì nó hút bụi mà, nó có lớp chắn bụi này phải trái đi. Đấy, theo thời gian thì chắc nhiên là nó sẽ cũ đi, gọi là mất một chút, nhưng con này thì gần như là nó được khoảng trên 90% đấy nhá. Đấy, trên 90%, bởi vì là những cái người ta chơi trước thì người ta cũng giữ gìn. Đấy, và cái môi trường, thứ nhất là cái môi trường người ta dùng thì nó cũng gọi là trong điều hòa, rồi thứ hai là người ta cũng giữ gìn. Và những hàng này thì thực sự bác là nó bền lắm, công suất nó khỏe mà. Nếu mà bình thường các bác chơi một đôi 30 thì không biết bao giờ nó hỏng, bởi vì đánh nó gọi là mới hết gọi là một nửa công suất thôi nhé, còn một nửa còn lại thì gần như nó nghỉ. Đấy, đây, quay cho bác gần như là trước nào cũng vậy, gần còn mới tinh thôi nhé, tụ hàng đét. Tất nhiên những cái màu tụ này thì nó sẽ màu nó bẩn, vệ sinh không được hết nhé, nhưng mà gần như là mới đét, gần như là mới đét hết đó nhé. Đấy, trên 90%. Quạt kia là cũng hết bụi rồi, vệ sinh gần như hết bụi rồi. Đấy, gần như mới đét. Thì các bác mua những sản phẩm như này thì cũng gần như là đẩy mới nhá, gần như đẩy mới. Tím test chất âm bác rất là hay, còn là rất là hay, gần như đẩy mới.
Còn nếu mà mua để bãi mà ví dụ mua tù mù mà những con những chiếc mà nó gần như là nó gọi đánh khai thác nhiều quá rồi đấy, thì linh kiện tất cả nó cũng sẽ cũ đi, đấy, nó hao mòn đi. Tất nhiên là độ các bác chơi thì không biết bao giờ nó hỏng. Thế nhưng mà nếu mà các bác mua hàng bên em thì gần như là chọn những hàng mà nó còn đẹp như này thì các bác chơi thì gần như là cũng không phải suy nghĩ gì, cũng gần như là để mới lắm nhé, gần như để mới luôn, gần như để mới. Này nó có hai mã, là một mã FG, một mã LA nhé. Đây con này là nó 400, con này thì giá nó hợp lý hơn nhé. Thì em sẽ test chất âm để bác nghe thử chất âm nó hay ra sao. Dòng này thì mặt của nó là mặt, tất cả mặt này là mặt phay nhôm nhé, này, mặt phay nhôm, phay nhôm mà nó cũng không bị xước mấy nhé, những cái này xước tí tí. Đây là vết, là vết bằng dính thôi. Cái mặt này thì gần như là nó chống xước, bác chơi bao năm thì mặt nó vẫn vậy thôi, bởi vì mặt phay nhôm mà, này, cái xước gọi tí tí thôi, này, tí tí. Sơ tí nữa nhá. À, sò nó sử dụng là sò nó JBK. Sò này thì tiếng sáng thôi nhá. Quan trọng nhất là con này nó đánh áp, nó đánh hai tầng. Đánh hai tầng cho nên là đánh rất là khỏe, mày cờ lát hát. Đánh nó căng thôi nhá. Cờ lát ra 5 giây này. Tụ khoảng đét luôn, gần như không có vấn đề gì. À, tụ nó phân rõ này, phân rõ cực luôn này. Tụ đẹp dã man. Để bãi chơi như thế, nhiều hàng để mới cứ đẩy nhiều con để mới mà chất lượng mà nó kém hàng OEM ấy, kém chất lượng, đánh cần năm hơn năm cái là tụ nó đã lồi, nó có dạng như kiểu là con nón ở đây rồi. Thế nhưng để bãi thì những hàng mà gọi hàng xịn của nó thì các bác chơi không biết giờ hỏng, bởi vì nếu bác đúng rồi em như em nói đấy, các bác chơi những dòng loa bát 30, những dòng loa bát 30 thì biết giờ nó hỏng đâu, đánh gần như một nửa công suất mới nhá. Đấy, đây là những cái keo tản nhiệt ấy vẫn còn nguyên này. Con này sử dụng là sò nó JBK. Ở đây là một con búa bằng IRF này. Đấy, IRF. Dòng nó gọi búa bằng IRF nó rất là khỏe, khỏe lắm. Đánh nó căng mới nhá, nó không bị theo kiểu là nó áp nó không tụt lên, đánh lúc nào nó cũng căng. Bát nó tròn mới nhá. Đánh lực nghe sướng. Đây để em sẽ test và nghe thử một đoạn này. Sau đó em sẽ quay chi tiết hơn. Đó. Các bác mua hàng thì các bác cố gắng là quả gió này sử dụng 4 quạt rất là êm. Các bác cố gắng làm sao chúng ta bỏ chút thời gian này để các bác tìm hiểu. Bởi vì là mất tiền mà, nhé, mất tiền. Đấy, mua được hàng mà nó hàng đầy bãi thì tất nhiên là mua, thứ nhất là cái giá bạn đã lợi được mấy phần rồi. Thứ hai là về phần những hàng độ mới của nó, nếu mua được chọn được những chiếc mà nó còn mới đấy, thì gần như là các bác lãi không rồi. Đấy. Mua phải những dòng này gần như là vớ phải vàng. Vang lọc gì đâu mà đánh nó chưa kích gì nhé. Ở cái đầu ra máy tính thì nó nhỏ, rất là nhỏ, đầu ra tivi nó to hơn rất là nhiều, và nếu mà các bác kích lên vang hoặc nâng thì nó đánh chỉ gần như, nếu mà loa này thì đánh lồi côn luôn. Hiện tại em đánh hai cặp loa mới nhé, hai cặp loa đánh gần như là nó muốn gọi là muốn bay màng luôn, đánh căng đét luôn ấy. Đấy, nghe nó khác hoàn toàn mới nhé. Nếu bác bình thường những con đẩy cả bác cũng là 800W, nhưng mà nếu mà cái hàng đẩy mới đấy, và đánh tiếng nó chỉ trùng trùng trùng, nó không căng được. Đấy, cho nên là các bác mà đã gọi là những người đã chơi âm thanh bãi rồi thì các bác nhìn các bác biết ngay, hoặc các bác nghe các bác biết ngay. Thì nếu mà em test này quay vào điện thoại này, các bác nên đeo tai nghe và để chúng ta cảm nhận chất âm hoặc kích trên bộ dàn mới nhé. Đấy, nghe thì nó sẽ chi tiết hơn. Đấy, cho nên là những mua để bãi này thì các bác đã chơi để bãi rồi thì rất là thích luôn. Và chọn là những chiếc này thì gần như là nó cũng như mới nhé. Đấy, gần như mới thôi.
Còn nếu mà đây như em nói, nếu bạn nào mà gọi là không chịu tìm hiểu thì các bác chơi để mới nhé. Để mới thì nói chung là cái tầm tiền này, thì tầm tầm tiền mỗi con thì nó cao hơn một chút, 6-7 triệu, mỗi con thì chỉ 4-5 triệu thôi. Còn đấy, thì chất đâm thì nó không được như để bãi, nhưng mà nếu mà gọi là chúng ta không biết, còn nếu các bác biết chúng ta chỉ cần nhìn qua cái mạch thôi, nhìn qua linh kiện là các bác đã nắm rồi. Mua hàng bên em thì em bảo hành đầy đủ các bác nhé, bao zin tuyệt đối đấy, màu đẹp. Con này đằng sau thì sẽ có đường vào bằng canon và có đường link nữa nhé. Có chế độ chức năng đằng sau gạt này, shifte, panel, braille này. Giao loa thì nó có cả dòng cọc loa cả các nội chức nhé, đấu rất là dễ thôi. Sử dụng điện là 220V nữa nhé. Mọi nhìn đằng sau nó còn nhiều mới đấy, nhiều mới luôn, nhiều mới quá nhá. Thế thì clip ngày hôm nay thì em về hàng, quên báo giá này bác nắm được. Giá thì rẻ dần mình thôi mà nhá. Cái lô này về nó đẹp và gần như là em về chẳng về vệ sinh nhiều, không mất nhiều công. Và nhà em thì thôi nói chung là tự làm, tự lấy công làm lãi nên bán cho bác giá nó rất là rẻ nhá. Những chiếc cục đẩy như này thì các bác mua thì bên em đang bán cho bác mức giá nó chỉ tầm dưới 4 triệu nhá, 3.800.000 này, giá cực kỳ tốt. Giá phải nói là quá rẻ luôn. Thế các bác định so sánh với những cái dòng đẩy mà ví dụ như cũng là 800W, nhiều con trông bên mạch nó cũ rích này. Đấy. Mà thậm chí bác mua phải 5-6 triệu rồi 4-5 triệu. Đấy, nhưng mà bên em thì nói chung là cái hàng nào cứ bền lành, chất đập hay thì em chọn là mua. Chứ không theo kiểu làm theo kiểu là mỗi con một mã nhập hầm bờ là rồi thì nhiều khi các bác về các bác chơi là gọi là hên thôi, ăn may thôi. Còn hàng mà bên em đã bán nhìn những cái mạch, nhìn từ những cái tụ trước này nó phân cực, tức là em đã nhìn đã biết rồi. Cái con nào nó lành không biết ngay. Dòng này thì các bác chơi nó không những lành mà chất âm hay nhá, chất âm cực kỳ là hay luôn đấy. Thì các bác nếu các bác nào mà đang tìm kiếm đẩy bãi mà muốn công suất khỏe mà đánh cho mình hai cặp loa bát 40 đấy, cần công suất đánh 2 cặp 40 thì các bác chơi con này cho em đấy. Còn nếu mà chơi một cặp đã như một cặp 30 hoặc là cặp 40 thì con này thì các bác chơi không biết bao giờ hỏng, từ đời 2015 đến bây giờ mà gần như là đánh gọi là mất một tí, gọi là tí, gọi là cũ theo thời gian, nó cũ chứ còn chưa hao cái gì nữa nhá. Linh kiện máy móc vẫn nguyên, theo thời gian thì nó gọi là mất đi còn nó vẫn còn nó 90%, mất đi 10%. Trung tâm mua giá này giá hợp lý nữa nhá, cực kỳ hợp lý. Hàng em bán bảo hành đầy đủ. Ok thì em xin kết thúc video đây. Các bác xem video nhớ like nhé, like cho em xin một like và chia sẻ video để các bác và các bác nhớ đăng ký kênh nữa nhá. Khi mà em lên sóng thì em sẽ báo giá cụ thể. Bên em bao giờ em báo giá cụ thể và quay chi tiết nội thất cũng như test chất âm để các bác tham khảo nhé. Và em xin chào các bác.